Lúc mới tạo thì cái mật khẩu web với mật khẩu trong game là giống nhau nha, là một cái nha. Sau đó anh em xem đổi hay không là tùy anh em thôi. Đây, mình sẽ vào đây thì nó có phần là để nhập Discord đây. Đây mình sẽ chọn cái con app của mình nha. Đây, và cái code làm cái này luôn nha. Thì anh em sẽ copy ở đây và paste lên đây. Rồi. Rồi nhấn đây. Đấy, là bên trong là đã có được code trần thủ nha. Đây. Rồi, mình bắt đầu lại vào game lại. Vào game lại để mình đi mua skill với làm nhiệm vụ cho nó. Thì xem Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là một video bên con game Motion 6.9 nha anh em ơi. Thì hôm nay là nó mới open được 3 ngày, nay là ngày thứ ba. Thì có nhiều anh em nhắn hỏi mình là mới tạo nhân vật rồi làm nhiệm vụ sao thì cái skill của bộ tiếng ép là sao ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm các video hướng dẫn cơ bản cho anh các em mới nha. Anh em nào mà biết rồi, dành rồi thì lướt qua nha. Dành cho mấy anh em nào mà chưa chưa dành chưa ít thì mình sẽ làm dần dần. Thế những cái nào mà anh em mới chưa hiểu thì sẽ hiểu thêm về game nha. Thì trước tiên anh em tạo nhân vật ngoài web nha. Thì tạo nhân vật ngoài web thì anh em đăng nhập vào thì mình sẽ vào là đây. Thì lúc đầu tiên á là mình chỉ tạo được ba có ba con cơ bản thôi. Phù thủy, chiến binh và thiên nữ. Anh em muốn tạo 5 con ở dưới này á, 4 con dưới này á thì anh em lại phải phải tạo một con vào trong rồi đó. Đấy. Đấy, tạo lấy một con rồi vào trong rồi mình thoát ra ngoài để cho nó được level 400 nha. Rồi mình mới tạo được mấy con kia nha. Đây, giờ tạo vào là được level 400 rồi. Đây, 400 nha. Thì đội hình là đây, mình thoát ra ngoài. Mình thoát ra ngoài để mình tạo con khác. Đấy, có thể tạo được DL, MG, ZF, Sum đấy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm về con EF trước nha. Thì trước tiên là mình nhân vật này. Đấy. Đây, tạo nhân vật vào trong. Em đây. Thì anh em nhiệm vụ là anh em phải tự làm. Thì để mình đi làm nhiệm vụ cho anh em xem. Đây mình tạo xong nha, đang level 400 nha, mình chưa đi chen, chưa làm gì hết nha. Mình sẽ ra ngoài web để mình nhập cái code tân thủ. Đây, vậy. Ra web nhập code tân thủ là sẽ được một cái set đồ tân thủ. Đấy. Đây, thoát ra ngoài. Đây. Đây mình sẽ đăng nhập ở ngoài đây nha. Đấy. Anh em đăng nhập. Lúc mới tạo thì cái mật khẩu web với mật khẩu trong game là giống nhau nha, là một cái nha. Sau đó anh em xem đổi hay không là tùy anh em thôi. Đây, mình sẽ vào đây thì nó có phần là để nhập Discord đây. Đây mình sẽ chọn cái con app của mình nha. Đây, và cái code làm cái này luôn nha. Thì anh em sẽ copy ở đây và paste lên đây. Rồi. Rồi nhấn đây. Đấy, là bên trong là đã có được có trần thủ nha. Đây. Rồi, mình bắt đầu lại vào game lại. Vào game lại để mình đi mua skill với làm nhiệm vụ cho nó. Thì server 2, server 3, server 4, server 5 là nó mới có NPC để mình mua skill và quái để mình chen. Đây. Thì trước tiên mình cộng điểm để cho nó mặc đồ đó. Đây thì sức mạnh mình chỉ cộng khoảng 250 thôi. Đấy, lúc mình có sử dụng cái vũ khí lần đầu cũng được nữa, hoặc là lúc đầu tiên thì mình cộng khoảng 200 thôi. Đây là mình chọn sơ sơ thôi nha. Cái nghe này cộng 200 tại lúc đầu nó mới ít coi á, ít 200 cộng để mình đi xem quái được. Đấy, 1.400. Đây, mặc chất đồ này lên. Rồi thì chưa làm nhiệm vụ
Đây, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ, thì con này là phải làm nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 220. Thì mình sẽ mua ở đây một 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 cái này nha, và một cái nước mắt tiền nữ, một cái nhẫn bình con. Rồi là mình sẽ mới đầu thì chỉ làm được nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 220 thôi, còn cái nhiệm vụ master thì mình chưa làm được, mình sẽ nộp được cái đầu tiên thôi, nhưng còn có là mình chưa đánh được. Mình phải đi chen gì xét tầm khoảng hơn 20 lần thì mới làm, hoặc là ba ngày hôm nay là 17 lần đấy, thì anh em có thể làm được đấy, nhưng mà rất lâu. Đây mình làm được xong nhiệm vụ đấy, và mình sẽ làm cái nhiệm vụ nhấn vinh quang này. Đây là nhấn vinh quang này là phải gặp thằng Malon này. Đây làm xong nhiệm vụ này đấy, chưa có sự kêu điển nha, chọn nhân vật đừng có gì xét thì hết vấn đề level 400, mình sẽ chọn nhân vật sau. Đăng nhập lại là có thử keyboard định tiến này, còn anh em nào mà reset cái rồi biết chọn nhân vật đó là cái level nó thấp là mình sẽ không làm được nha. Đây skill keyboard định tiến rồi, bây giờ mình sẽ đi học cái skill có con ép này đấy nha, gửi gen vào, tại vì mình sẽ bán mấy cái món đồ không cần thiết thì mình đang có hơn 2 tỷ gen, cho nên là mình phải. Đây con ép này thì mua skill định tiến ở dưới mạp Nozia, gặp con tin nữ Lala này. Đây mua một cái nó skill này, chỉ mua bao nhiêu là skill thôi đấy. Đấy thì đang đi vào 400 là mình sẽ học được hết nha. Rồi một ít máu rồi, ok, như vậy là mình cơ bản là sẽ được một con là đi chen lúc đầu, nhưng mà dành cho những người anh em mà cày chay thì nó không có đất ngoài thì mình không reset VIP được, thì bắt buộc mình phải đi lục cái chai nha. À, mình nói qua với cái nói lại với cái con Malon này, mình làm xong nhiệm vụ kia thì mình phải có nhiệm vụ qua để mình làm cái nhiệm vụ này, có nghĩa là làm nhiệm vụ này thì con này nó sẽ đứng ở đây, nhưng mà nhiều lúc nó sẽ không đứng đây, nó chạy 5 mạp liên tiếp, 5 mạp 4 mạp, mạp này là nó đứng ở đây, nếu mà không có ở đây thì mình sẽ mua về Atlan, nó sẽ đứng ở đây, thì nếu đang đứng ở kia rồi thì nó sẽ nói theo đứng không đứng ở đây đấy, nếu mà nó không đứng ở kia không đứng ở đây thì mình sẽ về Noria, nó đứng ở 4 mạp. Đây Nozia nha, thì Nozia nó sẽ đứng ở đây tại vì nó đã đứng trên DBH rồi, thì nó sẽ không đứng ở đây. Nếu mà nó không đứng ở đây thì mình lại phải đi về Logencia cổng 9 giờ. Cổng 9 giờ có nghĩa là anh em nhìn nhìn cái nhìn cái này nó giống như cái đồng hồ vậy đó. Về cái hướng nào của cái đồng hồ thì mình nói cái cổng bên hướng nào. Đây là hướng 9 giờ thì nó sẽ đứng ngay đầu đây luôn, nó sẽ đứng đây. Nhưng mà lúc này nó đang đứng ở DPS rồi thì nó sẽ không đứng ở đây, nó đứng một trong bốn bốn mặt này. Anh em đi làm cái nhiệm vụ này thì sẽ phải đi tìm nó, thì con nào cũng phải làm nhiệm vụ này thôi, trừ hình như con DL, DL chính là tự, còn lại mấy con kia không làm, DL với con RF. Thì anh em làm được đến đây rồi phải không, thì nếu mà người nào mà chơi á có mình đầu tư vào khoảng 1 xị để mình lấy tiền mình reset VIP và mình có cái nó tự thủ lúc đầu rồi mình làm cho nó cái cánh, còn nếu mà anh em mà không có nha thì mình sẽ đi cày. Thì lúc đầu á mà mình cày cái ngày đầu tiên thì có nhiều anh em cày chung với cái mặt thấp này thì mình cày nó dễ, còn không thì mình lên đây xin vào PT đấy, xin vào PT đấy, đây là cái mặt thấp thì ít người đấy, xin vào PT thì anh em sẽ vào PT, người ta kéo mình nó nhanh hơn. Chứ bây giờ mình mới vào sau ấy thì đấy thì nó lâu lắm. Từ từ để mình cài cái skill đó, thì đây đây là cài skill, thường thường á là mình sẽ cài đây skill này ở đây, còn skill bốc là mình sẽ cài ở đây đấy, mình sẽ cài như vậy. Còn cái khoảng cách tấn công thì mình sẽ tích cả hai luôn nha, nếu mà anh em đi chen thì nó sẽ chạy rồi nó quay lại cái chỗ của mình là mình nhấn tấn công xung quanh này. Rồi khoảng cách thì mình đi là 6 ô thôi, chỗ bình thuốc này thì mình lưu thiết lập mà nó bơm máu là chứ không thấp chút xíu là nó bơm rồi, còn giảm cái này không cần, cái này là nó bút skill nó mới hồi được. Rồi qua phần này là nhấn vào cái chỗ sửa đồ, cho cái lục đồ này lên mắt này và chọn vật phẩm, lựa chọn vật phẩm, lựa chọn vật phẩm thì mình sẽ không cần lộng gen đâu, gen thì đầy đó, mà mình sẽ nhận vào Jewel với lại game này là nó sẽ nhận tất cả các loại ngọc, ngọc gì là nó sẽ nhận ngọc đó. Còn cái này là đồ hoàn hảo, đổi sẽ lần đấy.
Còn cái chen item là đồ thật, nhưng mà mình chỉ cần nhận đồ hoàn hảo thôi. Để vào chen là mình sẽ có đồ hoàn hảo mình nhận. Đây, mình đi xuống cái bãi nào nó phèn phèn chút xíu mình bắn thiếu. Còn phải vào VT nó mới nhanh được nha anh em ơi. Mình sẽ bắn mình lục một món đồ ấy. Rồi mình sẽ về để mình bán cho anh em xem. Đây, đứng ở đây thôi. Thường vào VT là nó sẽ đặt đặt cái bát chỉ đó là mình sẽ vào, nhưng mà đây chắc mấy ông này không đặt bát rồi. Thường thường là 123 123. Nếu đây không có 123 123 thì sao đấy. Cho đây anh em phải phải đi, đi kiếm PT hoặc là chat lên là mình cần PT. Nhưng mà ép này lúc đầu xem nó cũng nhanh mà. Nếu mà anh em phải chay mà không có nạp một xịt vào thì anh em phải chưa gì chép nha. Đấy. Tại vì mình phải mất thời gian. Giờ không có mở tí quên nữa. Đây mình mất thời gian để mình bắn làm sao mà nó rớt được mấy cái món đồ hoàn hảo. Còn mình lúc mình về mình bán ve chai là nó sẽ có được quay để mình reset vip, nên reset vip nha anh em ơi. Reset thường là nó lâu hơn và nó ít quay hơn. Đây trong chờ thời gian chờ đợi để nó rớt một món đổi sai lần, mình sẽ hướng dẫn anh em cách reset. Mình sẽ nhấn F4 đây nha. Đây. F4 thì bên này nó có hai dạng reset, một là reset thường là mình sẽ tích vào đây là nó chỉ có tốn gen thôi, nhưng mà tổng point của nó được có 190 point một lần reset đấy. Và cái reset VIP này là nó sẽ lever reset nó sẽ thấp hơn và nó sẽ được 200 point một lần đấy, nhưng mà nó tốn double point nha, nhưng mà mình sẽ reset VIP. Còn cái tí này là mình cộng, muốn cộng nó reset xong rồi nó cộng điểm vào cái cột nào thì mình sẽ tích luôn, nó sẽ tự động luôn. Có nghĩa là mình con ép là sẽ ATI hết không, như vậy là mình sẽ bật lên này, nhưng mà mình chưa reset cho nên mình chưa bật nha anh em. Cài vậy là bật lên đây. Còn về cái mà cài skill á, anh em có thể nhấn Z cài đến tự động auto với nhiệt độ với auto đánh nhá, nhấn Z hoặc là anh em nhấn cái bánh răng ở trên này và nó cũng sẽ là cái đó bật 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 tự động chen, là mình bật bằng cái này nút này play này đây trên này, hoặc là mình nhấn cái phím home trên bàn phím là cũng được, nó cũng như nhau một cái thao tác. Cái còn lộn bích đây là không phải mình lộn đánh, nhưng mà bọn kia nó lộn mình sẽ lộn để mình thử cho anh em để bán đốt nước ngoài như thế nào đấy. Và cái nút kẹp chuột giống như anh em kẹp tăm ngày xưa ấy, kẹp chuột đấy, là bây giờ nó tích hợp vào trong bàn phím rồi, anh em nhấn cái men nó sẽ tự động có kẹp chuột cho anh em luôn đây. Còn tất cả những cái sự kiện thì nó sẽ nằm ở F5 này, anh em nhấn F5 lên là tất cả những giờ sự kiện server nào là nó nằm ở trên này hết nha. Giống như hít lâu là server 2, server 3 4 tiếng nữa, tại vì nó mới vừa đi xong luôn đấy. Còn cái chống trừng quỷ đây, server 19 cũng như lâu, server 19 nói chung là mấy cái đa số là server 19 nha. Còn các cái lệnh ấy, các cái lệnh mà đánh cộng điểm nhanh với lại lệnh vào PT đây thì nó nằm đây, thì ở trong này này nó có các cái cơ bản giống như phím này, tất cả phím hiển thị hay là hiển thị giảm lag này kia là nó nằm ở trong này hết. Đây, lệnh mu là nằm trong này hết nha anh em ơi. Giống như cộng điểm là cộng điểm nhanh đây, đánh bằng lại đây là sức mạnh đây này. À đây, FD nó có sẻ từ trước nha. Còn AGI đây, VIP đây, NE đây, CMD, nhưng mà bên này không chơi CMD nha. Tại vì điểm là free point đây. Tạo BT là set pass. Tự động reset thường là reset, tự động reset VIP là reset VIP. Nếu mà mình không có nhấn bằng F4 thì mình có thể đánh lệch bằng cái này được. Còn giữa tội là PK clear. Đây. Đấy. Tạo bạc ti thì ở đây. Set pass cho cách pass của mình. Đấy, đấy là về cái cơ bản của lúc đầu anh em vào. Rồi mình sẽ về CO1, bây giờ sẽ về CO1 nhé. Thì tất cả chen đồ á là ở CO2, CO3, CO4 đấy. Đây CO2, CO3, CO4 là 5 là chen đồ, còn CO3, CO4 là nó có chữ non PVP, có nghĩa là không PK. Và CO2 với CO5 là PK nha anh em. Chen thì tốt nhất là mới chen thì anh em hai chen hai CO này nhé. Đấy rồi lúc được ve chai thì mình về mình sẽ về server 1 mình bán nha, nó chỉ có nằm ở server 1 thôi nha. Đây đấy, cái thằng ve chai là nó sẽ ở đây. Đây
mình sẽ bổ đổ xe lần vào đây. Đấy, một món là được 120 đúc voi, nhưng mà mình lúc nhiều rồi mình về mình bỏ vào dương, xong rồi một lần mình về một lần, chứ mình có một một hai món mình về nó mất công nha, thì sẽ được nhiều là mình sẽ reset. Nói chung là mình cũng có thời gian, nhưng mà chen nếu mà anh em khỏe lên thì anh em chen xíu là đầy dương mà. Đây là cái cơ bản anh em ơi. Còn CO1 này nó chỉ trao đồ thôi. Đấy. Nozia này là cái máy quay trao, cũng như là xoay đồ là nằm ở đây. Đấy, xoay đồ là nằm ở đây. Còn treo bán đồ là lên Lozenzia Market. Đấy. Là tất cả treo bán phôi khác thì nằm ở đây. Anh em đi cày thì lúc đầu cày mấy mập thấp thì nó đồ thấp, nhưng sau thì sau cày những cái đồ này là bán chứ 5B với lại đấy khá ngon này. Đấy. Đấy. Thôi thì cái cơ bản là nó vậy nha anh em ơi. Thì mình sẽ làm thêm nhiều video về các class nữa. Thì để cho anh em nào chưa dành thì mình chơi cho nó dễ. Nói chung là anh em mới vào thì chơi giải trí mà. Mình làm một xị để mình lấy reset VIP, với lại mình làm cái win cho nó. Mình đi farm nó dễ. Rồi mình cày chay thôi. Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Mình sẽ làm về video giờ ép với lại sâu với đáy luôn nha anh em ơi. Bye bye mọi người nha. Gặp lại anh em lần sau nha.